Bài thứ 8, phần chánh tôn tiếp theo. 48, Phật phá cái chấp Bồ Tát có độ sanh. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát còn chấp mình hóa độ vô số chúng sanh thì không phải là Bồ Tát. Tại sao vậy? Vì thật ra không có một pháp gì gọi là Bồ Tát. Bởi thế nên Phật nói: Tất cả các pháp không ngã, không nhân, không chúng sanh và không thọ giả. Lược giải. Đoạn này Phật dùng trí huệ Bát Nhã phá trừ cái chấp thật có Bồ Tát, thật có độ sanh. Và Phật dạy: Các pháp đều giả, không có bốn tướng. Đúng theo tinh thần kinh Bát Nhã thì pháp nào hay việc làm nào của Bồ Tát hợp với tánh Bát Nhã chân không thì pháp đó hay việc làm đó mới là thật. Nếu Bồ Tát còn chấp có mình độ sanh, tức là Bồ Tát còn nhân, người được độ, ngã, mình độ, vân vân, thì không hợp với tinh thần Bát Nhã nên không phải là Bồ Tát. Đây là lần thứ hai. Lần thứ nhất ở đoạn 3, Phật phá cái chấp Bồ Tát có độ sanh. Vì Bồ Tát hợp với tánh Bát Nhã chân không nên Phật dạy không có một pháp gì gọi là Bồ Tát. Cũng vì các pháp hợp với tánh Bát Nhã chân không nên Phật dạy tất cả các pháp đều không ngã, không nhân, không chúng sanh và không thọ giả. 49. Phật phá cái chấp Bồ Tát có làm trang nghiêm cõi Phật. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát chấp rằng ta làm trang nghiêm cõi Phật thì không phải là Bồ Tát. Tại sao vậy? Như Lai nói, Bồ Tát làm trang nghiêm cõi Phật mà không chấp mình có làm trang nghiêm cõi Phật mới thật là trang nghiêm cõi Phật. Tóm lại, nếu Bồ Tát không còn chấp ngã chấp pháp, Như Lai mới gọi là thật Bồ Tát. Lược giải. Đoạn đề Phật dạy Bồ Tát không còn chấp ngã chấp pháp phải hợp với tánh Bát Nhã chân không mới phải thật là Bồ Tát và mới phải là trang nghiêm cõi Phật. Đây là lần thứ hai. Lần thứ nhất xem đoạn 16, Phật phá cái chấp Bồ Tát có trang nghiêm cõi Phật. Bồ Tát làm trang nghiêm cõi Phật mà không chấp mình có làm trang nghiêm, như thế mới thật là trang nghiêm cõi Phật. Trái lại, nếu Bồ Tát chấp mình có làm trang nghiêm cõi Phật, tức là Bồ Tát còn chấp ngã, ta làm, chấp pháp, cõi Phật, không hợp với tinh thần Bát Nhã thì không phải là trang nghiêm và cũng không phải là Bồ Tát. Tóm lại Phật dạy, nếu Bồ Tát nhập vào Bát Nhã chân không, không còn các vọng chấp ngã, pháp, thì Như Lai mới gọi là thật Bồ Tát. Ngài Xuyên Thiền Sư làm bài tụng tóm tắt lại ý nghĩa trên như sau. Nguyên văn dịch âm: Tá bà sam tử bái bà môn, lễ số châu truyền dĩ thập phần, trúc ảnh tảo giai trần bất động, nguyệt luân xuyên hải thủy vô ngần. Dịch nghĩa: Mượn áo tràng bà để lạy bà, lễ rồi áo trả lại cho bà, bóng trúc quét sân trần chẳng động. Dừng trăng xuyên biển, nước không sao. Đại ý bài tụng: Bài kệ này nói về lý vô trụ vô tướng của kinh Bát Nhã. Bồ Tát làm trang nghiêm cõi Phật cũng như người mượn áo tràng của bà để lạy bà, nhưng Bồ Tát không chấp có trang nghiêm cõi Phật, như người lạy rồi trả áo không còn giữ lại vết tích gì cả. Bồ Tát độ sanh hay làm các Phật sự mà không thấy có mình độ và chúng sanh được độ, vân vân, như bóng trúc quét bụi, tia sáng của dừng trăng xuyên biển mà không thấy mình quét và xuyên, bụi trần không động mà nước cũng không dợn. 50. Phật có đủ 5 loại con mắt. Phật hỏi: Này Tu Bồ Đề, Như Lai có nhục nhãn không? Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, Như Lai có nhục nhãn. Này Tu Bồ Đề, Như Lai có thiên nhãn không? Bạch Thế Tôn, Như Lai có thiên nhãn. Này Tu Bồ Đề, Như Lai có huệ nhãn không? Bạch Thế Tôn, Như Lai có huệ nhãn. Này Tu Bồ Đề, Như Lai có pháp nhãn không? Bạch Thế Tôn, Như Lai có pháp nhãn. Này Tu Bồ Đề, Như Lai có Phật nhãn không? Bạch Thế Tôn, Như Lai có Phật nhãn.
Lược giải. Đoạn này phá cái chấp Phật và Bồ Tát không thấy chi hết. Mục đích của kinh Bát Nhã là phải phá hết các vọng chấp thì chân tâm hay Phật tánh Bát Nhã mới hiện. Bởi thế nên chấp có đã bị bác mà chấp không cũng bị bác. Từ trước đến đây Phật đã nhiều lần phá về chấp có, như nói Bồ Tát phải không thấy có mình độ sanh, không thấy có chúng sanh được độ. Bồ Tát không thấy mình làm trang nghiêm và không thấy cõi Phật được trang nghiêm, vân vân. Sợ người chấp như thế thì chư Phật và Bồ Tát không thấy chi hết. Nên đến đoạn này Phật mới hỏi ông Tu Bồ Đề: Như Lai có năm món nhãn không? Ông Tu Bồ Đề thưa: Như Lai có đủ năm món nhãn, nghĩa là có đủ năm loại con mắt, nên Như Lai thấy tất cả. Giải danh từ: Một, nhục nhãn. Con mắt thịt của phàm phu chỉ thấy trong phạm vi nhỏ hẹp, nếu bị vật gì che ngăn thì không thấy. Hai, thiên nhãn. Con mắt của chư thiên do tu thiền định hoặc sanh lên các cõi trời mới được con mắt này. Thiên nhãn thấy được xa và thấu suốt tất cả, không bị vật gì làm chướng ngại. Ba, huệ nhãn. Con mắt trí huệ, huệ nhãn chỉ thấy ngã không, nghĩa là chúng sanh không thật, chỉ do ngũ uẩn và tứ đại hòa hợp, hàng kinh văn và duyên giác mới có huệ nhãn. Bốn, pháp nhãn. Con mắt thấy suốt tất cả các pháp, Bồ Tát đặng pháp nhãn thấy ngã pháp đều không, nghĩa là Bồ Tát không những rõ thấu ngã nhân, chúng sanh, thọ giả đều không, mà cũng rõ thấu tất cả các pháp đều không thật, chỉ do các duyên hòa hợp sanh. Năm, Phật nhãn. Con mắt Phật, Phật thấy biết tất cả các pháp trong thế gian và xuất thế gian, Phật thấy hoàn toàn viên mãn, dù hằng xa thế giới, vô lượng chúng sanh, Phật cũng đều thấy và biết tất cả. Tóm lại, Phật có đủ năm con mắt, Bồ Tát có bốn con mắt, nhị thừa còn ba, phàm phu chỉ một, chư thiên có một hoặc hai. Cổ nhân làm bài tụng nói về ngũ nhãn như sau. Dịch âm, nguyên văn: Thiên nhãn thông phi ngại, nhục nhãn ngại phi thông, pháp nhãn duy quán tục, huệ nhãn liễu tri thông, Phật nhãn như thiên nhật, chiếu dị thể hoàng đồng. Dịch nghĩa: Mắt trời thấy thông suốt, mắt thịt thấy có ngại, mắt pháp thấy pháp không, mắt huệ thấy ngã không, mắt Phật thấy tất cả, muôn pháp đồng nhất thể. 51. Phật thấy biết hết tâm niệm của các chúng sanh trong hằng xa thế giới. Phật hỏi: Này Tu Bồ Đề, cát ở sông Hằng, Như Lai có gọi là cát không? Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, Như Lai cũng gọi là cát. Phật hỏi: Như một sông Hằng có vô số cát, rồi lấy mỗi một hột cát để thí dụ một sông Hằng, thì có vô số sông Hằng. Trong vô số sông Hằng, mỗi một sông Hằng lại có vô số cát nữa, rồi đem vô số hạt cát trong vô số sông Hằng đó lại thí dụ nữa. Mỗi một hạt cát là một thế giới của Phật. Như thế, thế giới của Phật có nhiều không? Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, nhiều lắm. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, tất cả chúng sanh ở trong vô số thế giới như vậy, có bao nhiêu tâm niệm, Như Lai đều thấy biết tất cả. Phật dạy tiếp: Này Tu Bồ Đề, Như Lai nói tâm không phải thật có tâm, chỉ giả gọi là tâm. Tại sao vậy? Vì tâm quá khứ tìm không được, tâm hiện tại tìm không được, tâm vị lai cũng tìm không được. Lược giải. Đoạn này tiếp với đoạn trên, Như Lai có năm con mắt nên Như Lai thấy biết vô cùng thế giới và vô tận chúng sanh. Trong vô số thế giới, mỗi thế giới có vô số chúng sanh, mỗi chúng sanh có bao nhiêu tâm niệm, Như Lai đều thấy biết tất cả. Vừa nói đến tâm, sợ chúng sanh vọng chấp có tâm mà không nhập được Kim Cang Bát Nhã, nên Phật liền phá: Như Lai nói tâm không phải thật có tâm, chỉ giả gọi là tâm. Phật giải thích thêm: Vì tâm quá khứ đã diệt, tâm vị lai chưa đến, tâm hiện tại không dừng trụ, nên trong ba thời tìm tâm đều không thể được.
Thuở xưa, ngài Huệ Khả nhị tổ đến cầu Tổ Đạt Ma sơ tổ về pháp an tâm. Xem bản đồ tu Phật tập 4, Tổ Đạt Ma hỏi: "Ông đến đây để làm gì?" Ngài Huệ Khả thưa: "Bạch Tổ sư, con đến đây để cầu pháp an tâm." Tổ Đạt Ma hỏi: "Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc, vậy ông muốn an cái tâm nào?" Ngài Huệ Khả thưa: "Trong ba thời quá khứ, hiện tại và vị lai, con tìm tâm đều không thể được." Tổ Đạt Ma dạy: "Ta đã an tâm cho ông rồi." Ngài Huệ Khả liền tỏ ngộ. Ngài Xuyên Thiền Sư có làm bài kệ nói về ba tâm. Nguyên văn dịch âm: "Tam tế cầu tâm, tâm bất biến, lưỡng nhãn y nhiên đối lưỡng nhãn, bất tu di kiếm khắc chu tầm, tuyết nguyệt phong hoa thường kiến diện." Dịch nghĩa: "Hai mắt trơ trơ chỉ ngó chăm, tìm mãi ba đời chẳng thế tâm, tuyết nguyệt phong ba thường đối diện, kiếm rơi hà tất khắc ghe tầm." Lược giải và đại ý: "Thuở xưa có người đi thuyền làm rơi cây kiếm dưới sông, người ấy liền lấy dao khắc be thuyền để chờ thuyền đậu nghỉ sẽ tìm. Đến khi thuyền đậu, người ấy xuống sông mò hoài tìm không được kiếm. Anh thắc mắc: cây kiếm mới rớt, tôi khắc thuyền làm dấu ngay chỗ này, sao tìm hoài không được?" Người trí thấy vậy bảo: "Anh dại quá, kiếm rớt hồi nãy thì anh phải tìm ngay hồi nãy và tại chỗ đó, chứ đợi đến bây giờ đã khác chỗ rồi thì làm sao tìm được?" Cũng thế, người tu hành phải trực ngộ bản tâm của mình. Nếu còn móng tâm để tìm tâm ở đâu đâu thì không bao giờ tìm được, vì tâm quá khứ đã diệt, tâm hiện tại không dừng, tâm vị lai chưa đến. Tóm lại, đại ý bài tụng: những cảnh vật thiên nhiên như tuyết trong, trăng sáng, gió mát, hoa tươi ở trước mắt đều biểu lộ bản thể chân tâm thường trú. Hành giả phải tức nơi muôn vật đó mà trực ngộ bản tâm thanh tịnh của mình, cần gì phải tìm đâu xa. Nếu hành giả không trực ngộ mà cứ lo tìm tâm quá khứ, hiện tại và vị lai thì cũng như người khắc dấu thuyền để mò kiếm, không bao giờ mò được. 52. Phật phá cái chấp phước đức nhiều. Phật dạy: "Này Tu Bồ Đề, nếu có người dùng 7 món báu đựng đầy trong một đại thế giới đem bố thí, người này được phước nhiều không?" Tu Bồ Đề thưa: "Bạch Thế Tôn, nhiều lắm." Phật dạy: "Nếu chấp phước đức này thật có thì Như Lai nói phước đức này không nhiều, không chấp phước đức nhiều Như Lai mới nói là đặng nhiều phước đức." Lược giải: "Nếu đem tâm chấp tướng mà làm việc phước đức thì phước đức ấy thành hữu di hữu lậu, dầu có bao nhiêu cũng có ngày cùng tận. Trái lại, nếu đem tâm vô tướng, không cầu danh cầu lợi, không chấp nhân chấp ngã vân vân mà làm việc phước đức thì phước đức này thuộc về vô lậu thanh tịnh, hợp với tánh bát nhã chân không chân tâm, dù làm ít nhưng phước đức vô cùng tận." Thuở xưa, Tổ Đạt Ma đến Trung Hoa truyền đạo, vua Lương Võ Đế đem việc bố thí làm phước, đúc chuông tạo tượng và lập 72 cảnh chùa vân vân để hỏi Tổ Đạt Ma. Trong câu hỏi có tính cách khoe khoang chấp tướng. Vua hỏi: "Trẫm lập 72 cảnh chùa, đúc chuông tạo tượng, tu kiều bồi lộ vân vân, phước đức có nhiều không?" Trả lời đúng theo tinh thần vô trụ vô tướng của kinh Bát Nhã, Tổ Đạt Ma nói: "Không có phước đức." Vua Lương Võ Đế vì trình độ quá kém, không hiểu được lời của Tổ dạy nên nghi rằng không phải Tổ, lại đem dâng thuốc độc cho Tổ Đạt Ma uống. Ngài Xuyên Thiền Sư tả về cảnh khi các mây vô minh vọng chấp hết thì mặt trăng trí huệ Bát Nhã hiện ra bằng hai câu như sau. Nguyên văn dịch âm: "Vô hạn giả dân phong quyển tận, nhất luân cô nguyệt chiếu thiên tâm." Dịch nghĩa: "Gió cuốn mây đen về biển cả, một vườn trăng sáng giữa trời không." 53. Phật phá cái chấp thấy sắc thân và tướng tốt của Phật là thấy Phật. Phật hỏi:
Này Tu Bồ Đề, ông có thể cho thấy sắc thân của ta đây là thấy được Phật không? Tu Bồ Đề thưa, Bạch Thế Tôn không thể cho thấy sắc thân của Phật là thấy được Phật. Tại sao vậy? Vì Như Lai nói sắc thân không phải thật sắc thân, chỉ giả gọi là sắc thân. Phật hỏi tiếp, Này Tu Bồ Đề, ông có thể cho thấy các tướng tốt của ta đây là thấy được Phật không? Tu Bồ Đề thưa, Bạch Thế Tôn không thể cho thấy các tướng tốt của Phật là thấy được Phật. Tại sao vậy? Vì Như Lai nói các tướng tốt không phải thật tướng tốt, chỉ giả gọi là tướng tốt. Lược giải. Đoạn này Phật dùng trí huệ Kim Cang Bát Nhã phá trừ cái chấp thấy sắc thân và tướng hảo của Phật là thấy được Phật. Đây là lần thứ ba. Lần thứ nhất và nhì ở đoạn 7 và đoạn 25 Phật phá cái chấp về việc thấy Phật. Kinh Kim Cang Phật dạy, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nghĩa là phàm cái gì có hình tướng đều là hư dối. Sắc thân của Phật do bốn đại hòa hợp giả tạo ra thân tướng, nên thân tướng của Phật cũng hư vọng không thật, chỉ giả gọi là thân Phật. Rồi từ trên thân tướng do bốn đại giả tạo lại sanh ra nhiều tướng, những tướng ấy cũng hư vọng không thật, chỉ giả gọi là 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Đến lúc hoàn thành nhiệm vụ độ sanh, Phật thâu thần nhập diệt, xả thân tướng tứ đại để vào cõi Niết Bàn, thì xác thân và 32 tướng tốt do tứ đại giả hợp của Phật cũng theo luật sanh trụ dị diệt mà biến đổi. Lúc bấy giờ không còn cái gì để gọi là sắc thân và tướng tốt. Bởi thế nên Phật dạy, không phải sắc thân chỉ giả gọi sắc thân, không phải tướng tốt chỉ giả gọi là tướng tốt. Vì thế nên ông Tu Bồ Đề thưa, không thể cho thấy sắc thân hay thấy tướng tốt của Phật mà cho là thấy được Phật. 54. Phật phá cái chấp, Như Lai có thuyết pháp. Phật dạy, này Tu Bồ Đề, ông chớ nên nghĩ rằng Như Lai có thuyết pháp. Tại sao vậy? Nếu người nào không hiểu lời của Phật dạy lại nói rằng Như Lai có thuyết pháp, thì người ấy khinh bán Phật. Này Tu Bồ Đề, Như Lai nói thuyết pháp, tức là không có pháp gì có thể nói được mới gọi là thuyết pháp. Lược giải. Đoạn này Phật dùng trí huệ Kim Cang Bát Nhã phá trừ cái chấp Như Lai có thuyết pháp. Đây là lần thứ ba Phật phá cái chấp về Như Lai có thuyết pháp. Lần thứ nhất ở đoạn 11 và 23. Nếu người nào chấp Phật có thuyết pháp, thì người đó còn chấp ngã Phật và chấp pháp thuyết pháp. Đem tâm vọng chấp ngã pháp của phàm phu mà suy nghĩ luận bàn đến chánh pháp của Phật, thì chánh pháp của Phật trở thành vọng chấp của phàm phu. Ngài Xuyên Thiền Sư nói, tà nhân thuyết chánh pháp tức quy tà, nghĩa là người tà nói pháp chánh trở thành tà. Bởi thế nên Phật nói người đó khinh bán Phật, vì họ không nhập được lý Kim Cang Bát Nhã, nên Phật nói họ không hiểu được lời của Phật dạy. Đức Lão Tử nói, đạo mà có thể nói được thì không phải thật là đạo. Đạo khả đạo, phi thường đạo, cũng đồng một ý này. Đức Phật dạy, không có pháp gì có thể nói được mới gọi là thuyết pháp. Phật nói bài kệ như sau. Nguyên văn dịch âm: thị tùng thành đạo hậu, trung chí bạc đề hà, ư thị nhị trung gian, dị thường thuyết nhất tự. Dịch nghĩa: từ khi mới thành đạo đến lúc nhập Niết Bàn, trong khoảng thời gian này ta không nói một chữ. Đại ý bài kệ. Bài kệ này nói về lý Kinh Bát Nhã. Cổ nhân dạy, vô thuyết vô danh chơn Bát Nhã, nghĩa là không nói Bát Nhã và không nghe Bát Nhã mới thật là nói Bát Nhã và nghe Bát Nhã. 55. Phật phá cái chấp thật có chúng sanh. Khi đó ông Tu Bồ Đề thưa Phật: Bạch Thế Tôn, đời sau nếu có chúng sanh nào nghe đến Kinh Bát Nhã, không biết họ có thể tin được không? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, chúng kia không phải chúng sanh, cũng không phải phi chúng sanh.
Tại sao vậy? Như Lai nói chúng sanh thật không phải chúng sanh, chỉ giả gọi là chúng sanh. Lược giải. Đoạn này Phật dùng trí huệ Kim Cang Bát Nhã phá cái chấp thật có chúng sanh trong tánh Bát Nhã chân không, thì ngã và pháp đều không, bốn tướng chẳng còn. Bốn tướng đã không, ngã chấp chẳng còn, thì đâu có gì là chúng sanh hay phi chúng sanh. Đã không phải chúng sanh hay phi chúng sanh thì có gì là tin hay không tin? Đúng theo tinh thần Kinh Bát Nhã, nếu còn phân biệt vọng chấp thì không phải là thật. Bởi thế nên Phật dạy tiếp: Như Lai nói chúng sanh không phải thật chúng sanh, chỉ giả gọi là chúng sanh. Ngài Phó Đại Sĩ làm bài tụng để tóm tắt lại đoạn này như sau. Nguyên văn dịch âm: Chúng sanh giữ thọ giả, uẩn thượng lập hư danh, như quy mau bất thật, tợ thố giác vô hình. Nghĩa là ngã nhân chúng sanh và thọ giả, trên năm uẩn chỉ có giả danh, như lông rùa không có thực thể, tợ sừng thỏ chẳng có hình. Đại ý bài tụng: Tất cả các pháp trên năm uẩn như ngã nhân chúng sanh và thọ giả vân vân đều không thật có, như lông rùa sừng thỏ chỉ có giả danh mà thôi.